Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món cá hồi rim cà chua thì là các bạn nhé. Thì trước khi rim ấy là mình rán qua nó lên một tí. Thì mình nghĩ là rán thì nó sẽ cứng cái miếng cá. Thì ở đây mình đã chuẩn bị hai miếng cá và mình không bỏ da các bạn ạ, nhưng mà mình đánh vẩy đi, bởi vì mình bỏ da đi thì mình sợ nó nát nên mình đã đánh miếng vẩy rồi, đánh vẩy đi rồi. Mình đã chuẩn bị từ trước bởi vì là mình không biết cắt ghép, cho nên là mình làm lúc đấy mới làm thì nó lâu các bạn ạ, thì là video nó dài quá các bạn thông cảm nhé, chán lắm các bạn ơi, chả nhẽ mình lại bỏ ấy. Chán lắm cơ. Thì mình đã bật bếp, chờ bếp nó nóng một tí thì mình sẽ cho cá vào. Và mình, các bạn có biết tại sao mà mình lại để vào miếng giấy này, mình để miếng giấy này mình thấm, tại vì mình rửa mà mình thấm cho cái nước ấy nó đi, khỏi là mình dán thì nó không bắn, nó không bị bắn. Và đằng sau này mình để cái miếng giấy bạc là vì để cho nó khỏi thấm ra tay. Chảo này đây, cái nồi lên này. Mình sợ rán nó bắn lắm các bạn ạ. Thế là mình thấm sạch nước thì nó không bị bắn. Đấy các bạn thấy không, mình thấm sạch nước đi nó không bắn một tí nào cả, nhiều khi bắn bắn bẩn lắm. Cái này cho vào rim nên mình chỉ rán qua đây các bạn nhé, mình không dám rán kỹ. Mình nghĩ là rán qua thì cái miếng cá nó cứng, nó không bị nát. Đấy vẫn bắn đấy các bạn, bắn, nhưng mà nó đỡ hơn nhiều. Mình không thích ăn nhiều dầu, mình cho rất ít dầu. Bắn vào tay đấy, bắn vào tay nóng các bạn. Cái này là cá hồi các bạn nhé, cá hồi là mua rất là đắt. Mình mua một miếng này mà 4 oi 60, 4 oi 60 thì cứ 1 oi các bạn tính là 25.000 tiền Việt Nam, mà 2 oi là 50.000, 4 oi là 100.000, 100.000, 101 thì đấy, khoảng 101, khoảng 110.000 tiền Việt Nam các bạn. Ở đây mình nha, này có nghĩa là xong thì mình cho vào cái xoong đây đun nó đỡ loãng, tại vì cái chảo này nó rộng quá nhưng mà không sẻ. Mình không biết nấu đâu các bạn nhé, các bạn nào xem mà thấy mình không biết làm thì chỉ cho mình nhé, đừng có cười. Bây giờ mình sẽ cho cà chua vào. Mọi cái là mình đã chuẩn bị trước hết. Mình
bạn ơi, mình không ăn mì chính, không ăn hạt nêm nhé. Mình chỉ ăn muối với nước mắm thôi. Mình cho muối này cho cà chua nó nhanh rồi. Muối quá. Cái thìa xíu xíu xinh xinh này. Sợ ít muối quá. Rồi. Ăn mặn đỡ tốn. Nói đùa. Cháy quá cá này thôi. À không. Mình để này hơi hơi bị già đấy. Mình không thích làm nấu ăn đó các bạn ạ, tại vì mình bụng không biết nấu ăn, sợ các bạn cười. Dí quá thì làm thôi. Tại vì video của mình không biết được làm, mình thấy nhá. Hôm qua mình xem một cái video của một cô cháu ở bên Mỹ. Nó cũng đi lấy mật như mình ấy, nó cũng đi vặt mật cho các bạn xem đấy. Thế mà nó biết kiểu nó có người đi theo quay cho nó mà. Rồi nó biết cách trang trí, rồi nó hơn mình cái là nó có trồng tây. Thế này người ta cũng có vẻ tò mò xem hơn. Thế mà nó cũng đi lấy mận như mình. Nó biết cách trang trí hơn. Của nó tận hơn 100. Mà là gần 120.000 view, gần 120.000 view. Mà trong khi đó cũng là lấy mận của mình nhá. Mình được có mấy chục view rồi các bạn ạ, buồn lắm cơ. Mà cũng là đi lấy mận đấy. Thế là mình thấy kênh của mình nó không được hấp dẫn. Mình không biết rằng trang trí là ít người thương. Các bạn xem, các bạn cố gắng xem ủng hộ nhé. Giờ mình cho nước vào cho nó chín. Đúng rồi, phải cho vào cái song thì nó ngập các bạn ạ. Đây mình để cái chảo này. Hay là mình cho vào cái song nhỉ? Song thì nó ngập hơn. Quên đấy, mình cầm cái chảo mới che hết cái vào. Che hết vào màn hình. Đấy, cho vào xong rồi nó ngập. Nó ngập hơn đúng không các bạn? Ở cái chảo nó rộng quá. Mình cho ít, không biết là nhà trong miền Nam hình như gọi cái này bằng nước tương à các bạn. Nhưng mà mình gọi là Maggi xì dầu rồi đấy. Maggi. Tiếng Đức nó gọi là Maggi. Mình cho ít rồi cho nó. Cho nó màu, cho nó hấp dẫn. Nước mắm tí nữa mình cho các bạn ạ. Cho nước mắm bây giờ nó đang nấu ấy là nó mùi lắm.
mình không ăn hạt nêm các bạn ạ. Mình không ăn hạt nêm, không ăn mì chính, không ăn đường, không cho đường. Mình chỉ ăn này thôi. Nhưng mà khẩu vị của mỗi người. Mình để cái chảo đây là mình sợ nó không ngập cá, mình cho hơi bị nhiều nước các bạn ạ. Nhưng mà không sao, nước thì mình có thể trộn cũng được. Bụng chèo khéo trống. Do đi trống các bạn nhỉ. Đây là hành lá, tí nữa mình cho vào. Hơi nhiều nước, nhưng mà kệ lắm. Vun một tí nữa thôi, không có luôn đang vun kỹ quá, cái nó nát các bạn nhỉ. Cá chín này đây. Mình cho một xíu nước mắm vào, không có chốc nó lại không được đều. Chính là mình đang nấu này mình không cho nước mắm đâu. Nước mắm nó mùi nó bốc lắm. Đấy, mình dán qua nó lên đấy thì cái miếng cá nó không nát các bạn ạ. Rồi mình cho hành lá nhé. Và cái món cá này thì không thể thiếu được thìa là các bạn ạ. Làm trước mình mua một bó to quá, mình ăn một mình không hết, cho mình rửa đi, mình thái, mình cho vào đá. Cho ít hạt tiêu.